Tại cuộc họp, đại diện tổ công tác đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Lai Châu. Những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án giải quyết. Theo đó, đến thời điểm này, tại các huyện thành phố đều chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Nguyên nhân là một số hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên hành lang an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện di rời theo quy định. Các địa phương hiện đã thực hiện giải ngân được gần 45 tỷ đồng trên tổng số nguồn vốn đã bố trí trong năm 2021 và năm 2022 là gần 52 tỷ đồng. Dự kiến nhu cầu nguồn vốn còn thiếu gần 300 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 khẳng định, Ban sẽ tiếp thu và nỗ lực thực hiện những đề xuất của tổ công tác cũng như các huyện, thành phố trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tiến độ thi công các gói thầu xây lắp. Ban 2 cũng đề nghị các huyện, thành phố có phương án giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc còn lại để bàn giao 100% mặt bằng cho dự án. Các đơn vị liên quan phối hợp với các huyện, thành phố ra soát, triển khai, di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, dự án đảm bảo thời gian quy định. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, quá trình triển khai thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu còn nhiều vướng mắc. Đề nghị các huyện, thành phố sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công. Đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 phối hợp với các địa phương thống nhất việc hỗ trợ bồi thường cho các hộ gia đình có nhà ở không bị thu hồi, nhưng có ranh giới hành lang giao thông sát với nhà ở hoặc có cốt nhà bị ảnh hưởng sau khi thực hiện dự án. Tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời xử lý những vướng mắc. Mặt bằng được bàn giao sạch đến đâu thì tập trung quản lý, thi công tới đó. Sớm bố trí nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công.